Mì nóng hổi đây, bánh mì đây. Bánh mì nóng hổi đây. Ê, đây. Mì. Ôi, bánh mì anh. Trời dạ. Ơi, bánh mì nóng không? Dạ, nóng hổi luôn anh. Nóng hả? Đụng phỏng tay luôn. Nóng thì đi bán đi, để nguội. Chọc mày thôi. Chúc mừng em. Và em sẽ có 2 triệu. Miếng này em dĩa thật càng lên tới 5 cười. Không có, tại cái mặt nó ngây thơ, nhìn đáng yêu thiệt. Dễ thương. Em xin lỗi, em sai. Tôi nghĩ chỉ là nụ cười vu vơ. Không có vu vơ mà, nhìn đáng yêu lắm. Đó. Ừ, mà bên kia nhiệt thành, vậy nóng quá, vậy đâu bán đi để nguội. Anh Thành đã cười em có 2 triệu. Bây giờ vòng sau, nếu mà tụi em chinh phục được một trong hai danh hài sẽ là 10 triệu. Em ơi, em lãnh được 2 triệu mà em cũng rất là bất ngờ đúng không? Chị nhìn thấy mặt em cũng thẳng tốt lắm. Tại không biết tại sao một cái miếng tàu lao gì mà anh Thành cười đúng không? Dạ. À, tại vì cái mặt của tụi em diễn thiệt. Tụi em đừng bao giờ biểu diễn cho tụi chị hết. Chỉ có 60 giây tụi em cứ thiệt bằng tấm lòng rồi tụi em sẽ lấy được điểm. Chào mừng anh đến với tổng công ty xây dựng sập hầm của chúng tôi. Và sau đây anh sẽ trả lời những câu hỏi sau đây để được vào lọt vào vòng sơ tuyển. Câu hỏi thứ nhất, câu nói nào đã cho anh động lực khi gặp khó khăn trong cuộc sống? Dạ thưa anh, câu nói mà cho em động lực để vượt qua khó khăn là dạ, đời là bể khổ, qua được bể khổ là qua đời. Câu hỏi tiếp theo, anh hãy cho tôi biết những việc gì mà làm anh nhớ nhất trong cuộc đời của anh. Dạ, một kỷ niệm nhớ nhất trong cuộc đời em là hồi nhỏ em bị ba mẹ quánh, xong rồi em tức quá em hút đầu vô tường tự tử chết. Ai ngờ đầu không bể mà sập nhà, em bị quánh tiếp. Hay. Câu hỏi thứ ba, tôi muốn hỏi là tôi có nghe nói là anh có đang có một mối quan hệ mập mờ với anh Trân Thành. Anh ấy chia sẻ về điều đó. Dạ thưa anh, em cứ tưởng là sau khi chia tay anh Trấn Thành em sẽ quên được phần nào ký ức về ảnh. Ai ngờ em quên sạch. Ủa mà anh có lộn không vậy? Chúc mừng hai bạn cả hai nhà đi nở tiếng cười và các bạn đang có trong tay 10 triệu đồng. Hồi nãy cái thứ hai là tôi định cười rồi. Cái duy nhất là định đâm đầu tường chết cho ba mẹ thương. Ai ngờ không chết, sập tường bị quên tiếp. Dễ thương. Tôi không biết làm sao cái này nè. Đôi khi tôi cười cái người ta nói sao tôi dễ dãi quá. Tôi cười không phải, là cái đầu tôi nó làm việc lẹ lắm. Khi các bạn nói từ những cái đầu tôi nó vẽ ra bộ phim trong đầu tôi đó. Mà tôi là cái người mà tôi nhìn cái sự việc nó với mọi góc độ hài hước của nó. Nên khi các bạn nói là tôi liên tưởng trong cái đầu tôi liền một cái hình ảnh, một cái bộ phim, một cái đứa mà nó đâm đầu tường nó chết cuối cùng bị quýnh tiếp. Dễ thương. Khi tụi em cho chị thông tin câu hỏi phỏng vấn để có được vào cái công ty xây dựng sập hầm hay không? Dạ. Em cho chị một thông tin thì em phải giải quyết thông tin đó. Em phải hỏi những cái câu gì liên quan đến sập, đổ, xây dựng. Đã từng xây dựng chưa? Dạ từng xây dựng rồi. Sau khi sập cái nhà đó nó đuổi em luôn, ví dụ vậy. Tụi em lại cho hoàn toàn một cái thông tin từ bé thơ. Có nghĩa là lập tức. Nhưng mà may cho tụi em là tụi em nhờ cái duyên cho nên cứu lại. Nhưng nếu mà đây là một cái đường dây thì nó là hỏng. May cho tụi em là tụi em đang có duyên, cực kỳ bình tĩnh, cực kỳ duyên dáng, cho nên tụi em mới lấy được tiếng cười. Cái tình trạng vừa rồi người ta gọi là chúng ta có chất liệu mà chúng ta không có hệ thống á, hiểu không? Tụi em sưu tập được những cái mẫu chuyện nhỏ vui vui vui, tụi em không biết cách gắn nó lại thành một câu chuyện logic và có nghĩa. Thành thử ra là lần sau phải rút kinh nghiệm. Ai làm rớt trăm ngàn vậy? Trời, sáng sớm hên dữ ta. Không được, sống là phải mở lòng, để lại 20 cho những người may mắn đến sau. Trời đất ơi, ai làm rớt 20 vậy? Hên quá. Trời ơi, y mà không được, mẹ mình dạy lụm được cú rơi phải trả lại cho người bị mất. Mà bữa mình mất 20 đâu ai trả cho mình. Chúc mừng hai bạn, cả hai bên này đã đổi được cười. Và các bạn đang có trong tay là 20 triệu đồng. Ông Minh, cái đầu là sắp cười rồi, gãy cái đó trở lên là chịu. Gồng 20 phải gồng thôi, 20 triệu. Ai ghè em thả là 20 đó. Và em đã lấy được 20 triệu của chúng tôi. Thông minh quá. Các em biết không, tụi em mà xây dựng những cái kịch bản như vậy á, diễn viên hài chuyên nghiệp tụi lo lắm. Tụi em đang có manh nha, tụi em dập tụi tôi. Tại vì thật sự ra tôi nói cho em nghe là hài á, nó bao la lắm. Nó được xây dựng từ nhiều khía cạnh. Và tôi vẫn thường nói rằng là tôi đánh giá sự thông minh của một người qua óc hài hước của người đó. Những người mà hài hước thường là những người sẽ rất là thông minh. Và càng thông minh thì người ta mới càng nhìn ra được cái sự hài hước trong cái sự việc đó. Và tụi em xây dựng những cái loại kịch bản này, tôi cho rằng những cái loại kịch bản rất là văn minh. Nó là loại kịch bản được quốc tế hóa. Có nghĩa là nếu em dịch
ra bằng một cái tiếng nào đó của người người cái nước đó, người ta ngồi người ta xem, người ta vẫn ở nước nào đi chăng nữa người ta vẫn cười, dù đó là quốc gia nào. Hai đứa nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi? Dạ em 23 tuổi. Còn em? Dạ em 21 tuổi. Hai bạn còn đang là sinh viên hay là ra trường rồi? Dạ sinh viên. Sinh viên, em học ngành gì? Dạ em học du lịch. Du lịch. Còn em? Dạ em học quản trị kinh doanh. Tại sao hai cái nghề nó không có liên quan đến nghệ thuật của chúng tôi mà các bạn lại nghiên cứu ra để các bạn đi đến đây thi? Dạ tại tụi em thích, rất thích coi hài. Dạ tụi em muốn thi thử coi mình có được tới đâu. Là bạn với nhau hay là sao hai đứa? Dạ hàng xóm. Hàng xóm. Rồi ráp nhau đi thi. Dạ. Ráp nhau tập đi thi. Các bạn có biết không, tôi ghi cái số 20 triệu này cho các bạn. Nhưng tôi vẫn mong là các bạn nói với tôi là các bạn đi tiếp. Đi nữa đi, anh thích tụi em đó. Dạ tụi em thi tiếp. Tụi em quyết định thi tiếp. Và thời gian 60 giây bắt đầu. Hên quá. Trời ơi Phát, lâu quá không gặp. Ê mày khỏe không? Ờ. Nghe nói mới đi tù ra đúng không? Gì vậy? Tao mới vừa ra tù sáng nay nè, gặp mày giờ mày hỏi. Vừa ra lụm được 20 ngàn hơn không? Ừ trời ơi vậy. Ủa mà lúc trước sao bị tù ra? Em cũng mới ra tù nè, không rành lắm. Trời đất ơi, in tiền giả. Tiền giả hả? Ừ. Sao sao? Tao kể mày nghe, bị bắt vô duyên lắm nha. Tao in là có bài bản đàng hoàng. Đầu tiên tao in tờ 50 ngàn không sao, in tờ 100 ngàn không sao, in tờ 200 ngàn không sao, tự nhiên in tờ 300 ngàn bị bắt. Đau lòng chi mét ghê. Trời ơi. Tào lao thiên tặc tiện gì bị bắt hả mày? Tờ 300 ngàn. Mà tao nói thiệt mày, ra tù rồi mình mới cảm thấy là mình trưởng thành hơn, hiểu không? Lúc ở trong tù á, tao cứ tưởng là có tiền là mua được tất cả. Mà ra tù rồi tao mới biết là tất cả đều mua bằng tiền. Chúc mừng hai bạn. Danh hài chứng thành đã nở nụ cười. Và các bạn đã có trong tay số tiền 40 triệu đồng. Dễ thương. Thật sự mấy bạn làm tôi cảm thấy dễ chịu lắm. Giống như tôi cảm giác là khi các bạn diễn á, tôi cảm thấy tôi là khán giả của các bạn thật. Tôi nói thật, tôi thấy các bạn làm đơn giản lắm. Phát la phấn nụ, em làm anh bất ngờ. Là tại vì cái hai cái vở đầu á, em diễn nhẹ nhàng, dễ thương mấy cái người mà chân thật. Anh làm anh tin là em chân thật. Cái anh tưởng là cái e của em là như vậy. Cái qua tới vòng 4 em lộng hành, bộc lộ bản chất. Em bộc lộ cái bản chất em ha. Em bung lụa, em xả nẹp nha. Nhưng mà anh thấy là cái điều này nó hay ở chỗ là gì biết không? Anh thấy rõ ràng em là cái người có kỹ thuật biểu diễn tốt, dễ thương đó. Anh nghĩ là em có tương lai đó. Theo đuổi đi. Em là cái đứa mà diễn chân thật, hài nhẹ nhàng, có tương lai. Anh thích cái điều mà tụi em đang làm. Và cả bạn này nữa. Nhưng mà bạn này non hơn, bạn này còn có thời gian để chín mùi hơn. Còn bạn áo trắng thì anh rất là thích. Đón dâu này tôi nhớ dâu xưa. Yêu anh đi anh không đòi lại quà. Oh yeah, oh yeah. Bởi vì là em của ngày hôm nay. U nu. Tôi chọ cái gút vô họng không bây giờ với u nu. Trời ơi. Ô kìa cô gái của ta. Lâu nay không gặp thấy già hơn xưa. Hơn xưa thì có hơn xưa. Quan trọng là tám vẫn chưa ứa ừa. Từ Từ ơi tám ngồi đây trong giây phút này. Đọc đi. Xin chúc mừng hai bạn. Giám khảo Trấn Thành của chúng tôi đã cười, có nghĩa là hai bạn đã vượt qua thử thách đầu tiên với giải thưởng 2 triệu đồng. Bạn Thùy Trang, bạn đầy đủ tố chất để làm một người diễn viên. Bạn có giọng nói rất hay, bạn có hình thể rất tốt, bạn diễn rất thật. Bạn có đầy đủ, bạn có quyền thi vào trường nghệ thuật để bạn tiếp tục cái tương lai, ước mơ gì của bạn. Làm liền. Làm liền, bạn có đầy đủ tố chất. Và bạn là một người diễn rất bình tĩnh. Với lại bạn Nam cố gắng bình tĩnh chút xíu ha. Tại vì bạn cuống cuồng quá đó. Nhiều khi cái sự cuốn cuồng bạn nó làm phá đi cái mạch của một câu chuyện. Bạn nữ bạn ấy đang rất là bình tĩnh. Tự nhiên bạn làm cái mạch nó nhanh quá đó, tự nhiên người ta theo, người ta mất luôn cái áp phê của bạn nữ, nó uổng lắm. Hiểu không? Mình cứ bình tĩnh thôi. Tại vì Thành rất là dễ tính, coi chứ dễ tính lắm. Nhưng mà phải đúng chỗ thì tôi mới cười được. Hiểu không? Thành để ra cố gắng bình tĩnh làm tiếp hay không. 60 giây bắt đầu. Trời ơi đợi nãy giờ xong thấy ai vô rủ mình đi thi. Tư năm tay nhỏ trên đường tung tăng ô tô đụng chết. Ô tô đụng chết lấy gì đi thi? Nó nghe nè, chuẩn bị đi thi rồi. Tôi có cái này ý này hay nè. Mình mần thơ đối đáp đi. Bà đói tôi chơi lại. Chơi nghe nhớ nghe. Nghe nè, con chim mắc kẹt trong rừng. Con chim mắc kẹt trong rừng. Con bướm thấy vậy vui mừng đậu lên. Sao mày bướm mà làm vậy? Ăn quả thì nhớ kẻ trồng cây. Nít lớp 3 còn biết á, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, chặt cây nhớ kẻ đem cây đi trồng. Trời ơi hay quá, hãy điền vào chỗ trống trong hai câu sau đây. Ngoài kia thiên hạ nó đồn,
Chị Tư bán chuối có. Bà già mà mất nết, tôi thích bà điền á. Ủa làm gì mất nết? Trời bà ơi, ông đi. Nghe đây nè. Ngoài kia thiên hạ nó đồn chị Tư bán chuối có cái mồm thiệt to. Ông nghĩ. Cáo xin chúc mừng các bạn. Xin chúc mừng các bạn. Các bạn đã chinh phục được giám khảo Trấn Thành của chúng tôi. Và các bạn đang có số tiền thưởng là 10 triệu đồng. Ngoài sự chân thật ra, em có được cái độ bình tĩnh của một diễn viên đã vào nghề lâu, chứ không phải là một người chưa biết nghề. Nó khủng khiếp tới mức độ đó. Mà tại sao anh không hiểu lý do vì sao mà cái gia đình em cấm em cho đến ngày hôm nay? Tôi không hiểu nha. Mà quan trọng thêm lần nữa, cái giọng nói của em rất bắt micro là quan trọng nhất của một người diễn viên. Có nhiều người nói chuyện ngoài nghe êm lắm mà lên micro cái tự nhiên không có hay. Còn em, giọng em rất bắt micro. Cái bạn nam đừng có buồn. Bạn có biết đạo diễn Vũ Ngọc Đảng không? Ngày xưa học chung lớp với Việt Hương. Hương nói cái này ra để cho bạn tự tin vào cuộc sống. Em có biết đạo diễn Nguyễn Công Ninh nói Vũ Ngọc Đảng sao không? Đảng, đừng có làm diễn viên nữa, tại vì Đảng học chung lớp với chị. Thành ra Vũ Ngọc Đảng ra gãi đầu nói với chú thầy kêu tôi đừng diễn, tôi lên đây tôi đi học giờ tay kêu tôi đừng học diễn tôi làm gì bà. Cái ông muốn nói tôi cũng không biết ông làm gì nữa. Lúc đó Đảng mới mua một cái máy chụp hình. Đảng nói giờ thầy khuyên tôi đi không diễn nữa, có nghĩa là tôi diễn không hay. Đảng đi chụp hình trong lớp, chụp tụi chị tùm lum hết trơn để học cái góc máy. Và anh ta trở lại đạo diễn. Anh ta học không phải là ngành diễn mà anh ta học ngành đạo diễn. Cho nên chúng ta mới có đạo diễn Vũ Ngọc Đảng ngày hôm nay. Ta nói tham thì tham nhưng mà thôi, lỡ lên đây diễn em tiếp. Thời gian 60 giây bắt đầu. Thang cách thân phận mình ngộ ngàn trăm mối như tơ. Tư, bệnh lâu chưa? Điên bà nội bệnh gì? Đừng có giấu tôi. Chơi bạn bè mấy chục năm nay đừng có giấu tôi. Ông bị rối loạn tiêu hóa đúng không? Mà mắc gì rối loạn tiêu hóa? Đây nè, chiều chiều tôi đứng bên thông á, tôi rình tôi nghe ông hát. Thang cách phân thận mình ngộ ngàn trăm mối như tơ. Rối loạn tiêu hóa. Bệnh đáo cỡ. Bà nhìn kỹ nha, mai con mắt cuốn lên tới trán. Sao? Tiến Thạch Sùng, Minh Vi sáng tác, trình bày Cẩm Ly, tôi hát. Ủa? Nè, thân phận đâu ra đó rõ ràng. Ủa? Phân thận đâu đây? Ủa? Vậy là nói chung là nó giọng tập hát hả? Bà lố bà ni lông rồi đó. Ai biết đâu, nghe anh hát tưởng đâu nghe ai phân thận, tưởng đâu bị bệnh. Vì biết sao không? Đi mua thuốc cho con chó nó uống bị rối loạn tiêu hóa, sẵn mua cho ông luôn. Về nghe. Xin chúc mừng các bạn. Các bạn đã có trong tay giải thưởng là 20 triệu đồng. Cái cách diễn của em đáng yêu quá. Nó liều lượng. Như cái phần thuốc mà em mua cho con chó đó. Nó liều lượng đâu ra đó. Bao nhiêu gram là bao nhiêu gram. Bấy nhiêu cân này là bấy nhiêu cân đó. Em hiểu không? Một trong những cái mà diễn viên họ khó học được đó là sự tiết chế. Mà nhất là đối với một cái chương trình mà áp lực thời gian, cần cho cái sự mà chọc cho người ta cười, mà em vẫn bình tĩnh, mà em nói từ tốn, duyên dáng, thông minh. Và bây giờ các bạn hãy cho chúng tôi biết các bạn có muốn đi tiếp hay không. Dạ tụi em dừng cuộc chơi tại đây. Thông minh. Trong đây có kinh tế, trong đây có một ít hành trang cho bạn để bước vào trường nghệ thuật. Thông minh dừng lại, tại vì bắt đầu chúng tôi sẽ khó với bạn. Chúng tôi đã biết cái mẹo của bạn rồi nha. Dạ. Hát tôi bài dân ca tặng tôi được không? Dạ được. Dạ em hát bài Thua Một Người Dân. Rồi. Đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao, dù trước dù sau nào ai sanh tử không qua, bạc tiền lợi danh giờ đây bỏ nhau sao đành, toán tính dân danh tình anh em thua một người dân. Một người dân đôi khi có nghĩa có tình, đôi khi không nghĩ cho mình, giúp người xa cỡ nào muốn trả ơn. Mà tại sao ta anh em một nhà, chung một dòng máu xanh nhau đủ điều rào trước đón sau. Này ai ơi, hãy nhớ lấy câu, anh em như bát nước đầy, gà chung một mẹ chớ đừng đá nhau.
anh em như bát nước đầy, rất lành đùm bọc đỡ đần có nhau. Quá tuyệt vời. Ngay và liền trở thành đồng nghiệp của tôi. Tại sao hát hay như mày giấu ở nhà học 4 năm kinh tế? Hồi học trong trường có hát không? Dạ có hả? Dạ cũng mặc áo bà ba rồi đi hát, mà áo dài đi hát không? Dạ hả? Dạ cũng có mấy lần cũng thấy người ta cắt phim tại cũng ham á. Đi thử mà vô chưa cho diễn chê. Dạ hả? Nói, em đi ngoài yếu tố em diễn được á, em phải ngoại hình chê ngay, không cần em biết không? Nghe hả? Dạ. Vậy thì bây giờ casting vô trường đi, bình tĩnh diễn, mời bạn này diễn lại y vậy nha, rồi đi vô trọng thi lại vô trường. Hy vọng là gặp em chung sân khấu với chị. Và trong chương trình này, cảm ơn chương trình đã tìm kiếm cho chúng tôi có những diễn viên mà chúng tôi cần mà không thấy, mà bây giờ cả các bạn cần chỗ cũng không kiếm được, và bây giờ đã kiếm được nơi này. Và chúc bạn thành công trên con đường nghệ thuật nếu bạn chọn. Cảm ơn hai bạn đã tới đây. Tôi nói vậy bạn đừng buồn nghe, nhớ nha, nhiều khi sau này á thành đạt rồi gọi điện cho tôi tiền mà đó. Người ta làm nhà văn đó, biết đâu mai mốt gọi thôi cho ta mua kịch bản đó. Nhớ nha, đừng có buồn cái gì, cái nó lời thẳng nó hay mất lòng nha. 10 năm sau suy nghĩ lại là gọi điện cho tôi cảm ơn tôi à. Và đây phần thưởng của hai bạn, mỗi bạn cầm một bên. Rồi, cảm ơn hai bạn rất nhiều.